Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay chủ đề này thầy có một cái bài kệ, quý vị nào có giấy thì có thể chép lại. Thầy sẽ nói bài kệ xong rồi sẽ theo bài kệ đó mà giảng cái chủ đề này. Quý vị lắng nghe ha. Phật không ở trong pháp, Phật không ở trong tăng, Phật ở chốn lục căn, Phật ở nơi phiền não. Người lên non tìm đạo, người đến chùa cầu xin, không ai tìm chính mình, làm sao tìm thấy thấy Phật. Nhớ không? Đa số chúng ta là người phàm mắt thịt, cho nên đối với một cái bậc giác ngộ như Đức Phật, chúng ta tôn kính và chúng ta phụng thờ. Đôi lúc chúng ta nương vào đó để mà tu học, nhưng mà đa số cái tâm lý là ỷ lại là có Phật che chở hoặc là hộ độ chúng ta. Nhưng mà chúng ta không biết là Đức Phật trước khi thành Phật, Đức Phật cũng là chúng sinh như chúng ta thôi, cũng không khác gì. Nhưng mà do nhiều kiếp tu nhân, do nhiều kiếp làm những cái hạnh lành, do giác ngộ được tự tâm, cho nên Đức Phật đã công thành quả mãn và truyền lại giáo pháp cho chúng ta. Cho nên á, câu đầu tiên đó là Phật không ở trong pháp. Pháp là gì? Pháp đó là cái nói chung á, nói chung rộng lớn, pháp là cái sự vận hành của toàn thể vũ trụ con người, cái tất cả những cái gì mà nó có vận hành, từ cây cỏ con người cho đến hữu tình vô tình đều được gọi là pháp. Nó có những cái tính cách riêng của pháp nó. Nhưng mà ở trong đó pháp thì nó vận hành như thế, nhưng mà Phật không phải trong pháp. Là ý là nói là Phật là con người giác ngộ được sự vận hành của pháp, đó, làm chủ được pháp, chứ không phải là ở trong pháp. Làm chủ được pháp là gì? Là như Đức Phật là một bậc vô thượng y vương, có thể là dùng tất cả các pháp, cả pháp thiện, pháp ác, giống như một người thầy thuốc giỏi, một bác sĩ giỏi, có thể dùng tùy theo bệnh chúng sanh mà cho thuốc. Thí dụ như là có những cái thứ như là thuốc lành thì mình không nói, nhưng mà có những cái thứ mà thuốc độc nhưng mà vẫn dùng được, như là thạch tín hay là nọc rắn, người ta biết cách dùng, người ta vẫn trị bệnh được. Cho nên pháp là bình đẳng như nhau. Pháp thì không có thiện ác, pháp là bình đẳng. Và cái người tìm được cái sự vận hành của pháp thì làm chủ được pháp, đó gọi là bậc chuyển pháp. Chuyển pháp luân, là Đức Phật là bậc chuyển pháp luân. Do đó thì cái người tìm ra pháp, tìm cái sự nguyên lý vận hành của pháp và sống theo đó, thực hành theo đó, theo cái tánh thiện của pháp, thì đó là pháp. Pháp là của chung chứ cũng không phải của riêng ai. Nó đã vận hành trước khi có Đức Phật ra đời lần. Do đó cho nên nó là pháp của chung, cho nên đạo lớn không của riêng ai hết. Mà người nào biết được thì người đó, cho nên các vị thánh nhân gì đó, họ thấy được tất cả những cái sự vận hành của pháp, nói chung là vậy. Còn cái mà Đức Phật dạy chúng ta, đó là lời Phật dạy, là pháp của Phật, là chỉ những cái phương pháp. Nhưng đó chỉ là phương tiện để chúng ta nhìn thấy Phật thôi, chứ không phải nó là cứu cánh. Thường thí dụ như ngón tay chỉ mặt trăng, nương ngón tay để thấy mặt trăng. Nhưng mà nếu mà chúng ta chấp vào pháp, chấp vào ngón tay, chúng ta không chịu rời mắt khỏi ngón tay, thì chúng ta không bao giờ thấy được mặt trăng. Đó là vậy, ý là Phật không ở trong pháp. Rồi Phật không ở trong tăng. Tăng là bản tánh thanh tịnh, nói chung tăng là sự thừa hành thôi. Có vị tăng nào tu hành giác ngộ hay là ấy, chúng ta cũng cung kính như Phật để nương theo tu học. Nhưng mà không phải để nương theo, chứ không phải là để ỷ lại. Mà nếu chúng ta ỷ lại các vị, thầy tôi đó giỏi lắm, thầy tôi là tu hành ngon lành lắm, và tôi không cần tu, tôi chỉ cần nương theo thầy tôi là tôi sẽ được giải thoát. Đó, mình có ý tưởng ỷ lại như thế, thì như vậy thì cũng không thể nào thấy được Phật được. Cho nên tại sao nói là Phật ở chốn lục căn? Lục căn đó là gì?
lục căn đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Ý của mình là mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Lục căn thì tiếp xúc với lục trần, đó là sắc thinh hương vị xúc và pháp. Mắt thì thấy sắc, đối với người giác ngộ thì họ nhìn thấy pháp tất cả sắc bình đẳng như nhau, đó là người giác ngộ. Còn chúng ta thì thấy sắc thì có phân biệt, ví dụ như thấy cô kia đẹp, cái anh kia xấu, anh kia giàu, người kia nghèo, đó là chúng ta sanh tâm phân biệt, đó là chúng ta bị pháp chuyển, chúng ta chưa chuyển được pháp, cho chúng ta bị pháp trần nó chuyển mình, đó. Giờ nên quý vị thấy cái tượng của Ngài Chuẩn Đề không? Có ai biết Đức Phật Chuẩn Đề không? Cái tượng Chuẩn Đề cầm 18, có mấy tay? Phật Chuẩn Đề có 18 cánh tay phải không? Mỗi tay cầm một món binh khí, đó là để biểu thị cho cái việc là dẹp cái lục căn lục trần và làm chủ lục căn lục trần nhờ thức. Đừng để cho nó sanh tác quay tác quái. Và cái biểu thị của Đức Di Lặc mà có 6 chú nhỏ mà dây xung quanh đó, mà Ngài vẫn cười, đó ý nghĩa là dù cho lục căn lục trần thục thức có tác quay tác quái, Ngài vẫn bình thản giữa cuộc đời này đó, như vậy. Nhưng mà ở nơi đó đó, tại sao nói Phật ở nơi lục căn? Tại nơi đó chúng ta thấy, thí dụ Phật là gì? Chữ Phật có nghĩa là Buddha, có nghĩa là bậc giác ngộ, là bậc giác giả, đó là chỉ cho Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật cũng chỉ cho chúng sanh biết là chúng ta ai cũng có cái giác ngộ đó, cho nên bây giờ chúng ta hiểu Phật là sự giác ngộ thôi, chứ đừng hiểu là Phật ở đó, ở trên mình đang tôn thờ đây. Tại vì nếu mà chúng ta nghĩ Phật là mình tôn thờ đây, chúng ta không bao giờ dám làm Phật hết, tại Phật cao cả quá, cho nên chúng ta là phàm nhân còn xa vời lắm, chúng ta không thể nào thấy sợ làm Phật, chỉ biết theo nắm áo Phật thôi, chứ chúng ta không có thể nào tự mình đi được. Do đó cho nên Phật là bậc giác ngộ. Giác ngộ là gì? Giác ngộ có nghĩa là khi mà chúng ta mắt thấy sắc thì chúng ta phân sanh tâm phân biệt. Còn khi chúng ta giác ngộ, sắc nó có đẹp có xấu, đó là cái bản chất của sắc. Mà nếu chúng ta phân biệt thì chúng ta sanh tâm gì? Hoặc là ưa thích, hoặc là ghét bỏ. Và ưa thích thì chúng ta tìm cách tiếp cận, còn ghét bỏ thì chúng ta tìm cách lánh xa. Và như vậy thì làm cho cái tâm mình là gì? Bất an. Bất an thì nó tạo ra phiền não. Nếu được thì mình cho đó là hạnh phúc, nhưng mà không được thì gọi là bất hạnh. Còn ghét bỏ là đôi lúc mình nghĩ cách để mình hại người ta nữa, đó là nó sanh ra pháp ác, đó là pháp bất thiện. Thì bây giờ sự giác ngộ là gì? Mình thấy sắc đẹp hay xấu, đó là cái tự nhiên bên ngoài, và chúng ta chỉ thấy biết, dùng cái biết để biết mà không có bị cuốn theo nó thì gọi là giác ngộ, đó là Phật đó. Cho nên lục căn mắt tai nghe âm thanh cũng vậy đó. Khi mình nghe âm thanh tốt đẹp thì mình thấy vui, khen ngợi thì mình thấy vui, nhưng mà khi nghe âm thanh mà hung dữ, mắng nhiếc hay là chửi rủa thì mình thấy buồn đó. Tâm mình nó bị cuốn theo những cái thứ đó, cho nên tâm mình nó là chúng sanh. Còn tâm Phật thì tự nhiên an nhiên giữa những cái lời che bai dè biểu, và cũng không có phải là vui mừng với những cái lời khen tặng, vẫn bình thản, cho nên đó là Phật, là giác ngộ. Còn mình bị theo đó cho nên mình bị khổ. Tại vì người ta khen mình có nhiều cái khen lắm, thật lòng khen, hoặc là nếu mình có địa vị hay là mình có cái vị trí cao trong xã hội, hoặc là mình giàu có, thì người ta khen để người ta có thể là nương tựa, hay là có thể là được sự giúp đỡ của mình, đó là vậy. Cái khen nó không có thật lòng, nhưng mà đúng cái bản ngã chúng ta lại thấy đó là vui thích. Cho nên những cái xưa mình thấy những cái triều đình mà có những cái nịnh thần á, thì những cái triều đình đó thường là dễ bị suy sụp sớm. Tại nịnh thần là họ khen, họ nịnh, họ làm tôn cái ngã của cái người lãnh đạo lên, làm cho họ quên mất đi, làm cho họ bị u mê, họ còn sáng suốt để họ thấy được cái việc gì nên làm và không nên làm.
Và thường thì họ đi theo những cái việc xấu của cái người nịnh thần đó. Trong lịch sử chúng ta thấy nhiều lắm. Cho nên Đức Quan Âm là gì? Đức Quan Âm là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngụ uẩn nghe không? Tất nhiên là Đức Phật Quan Âm là phản văn văn tự tánh, là Đức Phật dùng cái tánh nghe của mình để nghe lại cái tự tánh của mình chứ. Và Đức Phật Quan Âm thành tựu cái pháp đó, cho nên mới gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi từ khi Ngài đắc đạo thì Ngài mới dùng cái quán sát chúng sanh thật ra để mà cứu khổ. Nhưng mà chúng ta có thể làm Phật Quan Âm không? Có thể, nếu chúng ta biết quán tự tánh của mình. Khi chúng ta nghe cái tự tánh của mình nó đang khởi lên cái pháp của chúng sanh là pháp phiền não nào đó, thì chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta chế ngự. Chế ngự đây không phải là dùng để đè nén nó, mà biết nó và không theo nó thôi. Chỉ cần biết và không theo nó. Vậy cái tánh này có phân biệt không? Cái tánh thấy, tánh biết này nó không phân biệt. Nó dù nữ, dù nam, dù lớn, dù trẻ, dù già, dù người bình thường hay là người khuyết tật. Ở đây chúng tôi thấy có mấy vị hình như là cũng có bị khuyết tật không? Những vị này nếu mà hiểu pháp tu hành vẫn bình thường, tại vì nó chỉ là cái cơ thể khuyết tật thôi, chứ còn cái tánh. Thí dụ như thầy nói ở đây tất cả chúng ta có nam có nữ nè, nữ hơn đông hơn nam, tại người ta nói là thiện nam tính nữ. Tính nữ thì nhiều chứ thiện nam thì ít đó. Nhưng mà có nam là vui rồi, tại đi chùa ít thấy nam lắm. Thì là ở đây tất cả chúng ta đều có căn bản chung hết, đó là ba cái cần phải có, đó là ăn mặc và vợ. Ai cũng có vậy, bất cứ tôn giáo nào, bất cứ người ở tôn giáo nào, bất cứ người ở xã hội nào cũng đều giống nhau như thế. Và nếu mà chúng ta đi chích Covid hay là đi tiêm phòng hay là bị chích đi, thì tất cả đây cái cảm giác đau có giống nhau không? Giống nhau hết chứ gì. Nhưng mà thân, cái hình trạng bên ngoài chúng ta khác, nhưng cái biết đau là giống nhau. Đó, cái đó là cái tánh giác chung đó. Cho nên là dù có bị khuyết tật hay là không khuyết tật gì đó cũng giống nhau. Thì cái đó gọi là Phật tánh hay là tánh giác, là tánh Phật của mình đó. Phải tìm cái nơi đó. Tìm nơi đó mà y cứ an trú thì mới thấy Phật được. Còn nếu chúng ta cứ chạy theo bên ngoài, chúng ta cứ cầu xin Phật thì không bao giờ thấy được. Tại vì sao? Nếu mà sự giải thoát hay là sự hạnh phúc mà cầu xin được thì những người giàu, những cái vị vua chúa hay là những vị mà họ có rất là nhiều quyền uy và của cải thì họ mua được hết rồi. Họ bỏ tiền ra họ cầu xin, xin con được sống lâu. Nhưng mà thấy có ông nào sống lâu đó, ông vua nào, Tần Thủy Hoàng, đồ mấy vị vua cũng chết đó rồi. Kể cả Đức Phật mang thân tứ đại này cũng phải nhập diệt rồi. Cho nên đó là hồi nãy nói chúng ta phải nương vào chính mình và nương theo pháp. Phật khai thị rồi đi, Đức Phật khai thị cho chúng ta biết pháp rồi đi, tăng cũng không ở lại. Cho nên nói hồi nãy đó là không nương theo tăng á, tăng cũng không ở lại. Tại vì các vị thầy hay là sư phụ mình đó, sư phụ mình đó, rồi cũng phải nhập diệt thôi, cũng phải diệt tịch thôi. Chỉ có pháp từ bi mới giúp chúng ta vô ngã, nhớ không? Phật khai thị rồi đi, tăng cũng không ở lại. Chỉ có pháp từ bi mới giúp chúng ta bao ngày. Nương theo pháp là gì? Như hồi nãy thầy nói là nương theo cái tự tánh của mình để biết, dùng cái tánh biết giống như Ngài Quan Âm để biết. Và khi chúng ta dùng tánh biết đó thì chúng ta làm cái việc gì? Bây giờ chúng sanh thì phước thì ít, nghiệp căn thì nhiều, nặng nề lắm. Cho nên Đức Phật được dùng rất nhiều phương tiện. Mà trong đó có một cái phương tiện, đó gọi là pháp môn tịnh độ đó, tịnh độ. Cho nên là chúng ta thường là chán cõi ta bà này, đúng không? Chúng ta mong cầu về nơi tịnh độ để được an lành đó. Nhưng mà chúng ta biết muốn về được tịnh độ thì chúng ta phải có cái tâm tịnh độ. Phải có tâm tịnh độ thì chúng ta mới về được tịnh độ. Tâm tịnh tức là Phật độ tịnh. Cho nên á, mới nói là bờ giác không xa,
Chỉ cần đi theo giáo pháp Thích Ca thì tự nhiên bổn tánh Di Đà phóng quang là vậy. Cho nên đó là bây giờ thế nào để thấy Phật chính mình? Giống như chúng ta nghĩ lìa bỏ cuộc đời này để mà đi tìm một cái cuộc sống tốt hơn ở nơi cõi tịnh, nhưng mà chúng ta không có nghĩ là khi mà ngũ uẩn tan rã rồi, tứ đại tan rã, trở về với đất nước giáo lửa rồi, thì cái gì để mà đi về cõi tịnh chúng ta cũng chưa biết, và đến cả thầy cũng không biết lấy cái gì để về đó. À, lấy cái gì, cái thân này đâu còn đâu, à, để về cõi tịnh bằng cái gì? À, chừng nào mình về đó là mình biết. Thì thay vì mình mơ tưởng về cõi tịnh thì hiện tại mình làm cái cõi tịnh ở nơi này, thì đó là như nào? Dùng cái tánh Phật của mình, cái tánh giác của mình đó, hàng ngày mình làm gì? Dùng tánh giác để mình phóng quang tiếp độ. Cái này mình nghĩ chỉ có Đức Phật phóng quang tiếp độ được, chứ còn mình sao phóng quang tiếp độ được không? Không được. Cái phóng quang ở đây có nghĩa là Đức Phật thì vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức rồi, đó là tròn đầy. Nhưng mà chúng ta có đủ cái tự tánh đó, gọi là bổn tánh Di Đà chúng ta có. À, cho nên đi theo giáo pháp Thích Ca tự nhiên bổn tánh Di Đà phóng quang. Phóng quang đó là cái gì? Là trí tuệ, là cái sự giác ngộ của mình đó. Khi mà một chúng sanh tâm nào khởi lên trong tâm mình á, mình dùng trí tuệ mình phóng quang tiếp dẫn về tịnh, tịnh độ tâm của mình. Tịnh độ tâm là đất tâm của mình đó. À, cho đó là hàng ngày mình, nếu mình làm vậy là mình đang phóng quang tiếp độ. À, còn không thì mình niệm Phật cũng được, nhưng mà niệm Phật là phải thành tâm, phải chí tâm, chứ không phải niệm Phật để mong cầu, hoặc là niệm Phật để mà chúng ta phải tính điểm. À, con niệm qua nay được bao nhiêu con niệm Phật, rồi Phật để ghi nhớ cho mai mốt để nhớ rước con về. Chuyện đó không có đâu. Mình phải giác ngộ trước đã, mình phải hiểu tánh Phật như thế nào. Cho nên á, khi mà chúng ta lại hồng danh sám hối 108 lại, tất cả các vị Phật, nhiều vị Phật lắm, à, Thiên Đàng Công Đức Phật, Đấu Chiến Thắng Phật, rồi à, Vô Cấu Phật, Ly Cấu Phật, Thanh Tịnh Phật, Thanh Tịnh Thí Phật, vân vân, nó hạn rất nhiều vị Phật. Nhưng mà cuối cùng cũng quy về cái bổn tánh mình gì? Cái câu cuối cùng là gì? Các ai nhớ không? Câu cuối cùng là Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Đà Phật. Đó là như vậy. Cho nên pháp này á, nói thật sự là chỉ thẳng, rất trực diện luôn, chứ không có đi lầm vòng. Nhưng mà nó hơi khó hiểu một chút. Nhưng mà ai trực ngộ được rồi á, thì thấy là hàng ngày ăn vui tu tập pháp Phật nhiệm màu thì dễ mau ra khỏi luân hồi. Đó là vậy. Hàng ngày mình ăn vui tu tập, dù mình là gì trong xã hội, không cần phải là người xuất gia. Nếu mình thấy rồi á, thì mình sống giữa đời thường này vẫn là đã gì á, lìa thế gian này là không có Phật được. Cũng giống như hoa sen vậy đó. Thí dụ như hoa sen á, lúc ở vùng lầy nó là cái củ sen, nó lên được cái ngó sen, nó lên khỏi mặt nước rồi, cái nó nghĩ à, ở dưới kia dơ quá, xình lầy không, lên được ngó sen, lên được vùng lầy rồi, thôi ta không cần cái vùng lầy đó nữa, tại trên là nước trong rồi, dương lên được khỏi mặt nước nữa là thấy bầu trời quang đãng. Cái nó tới đó nó ngưng lại, nó không có chịu tiếp nhận cái bùn lầy. Nhưng mà đâu biết cái bùn lầy đó là chất liệu nuôi dưỡng để mới thành được đó quá hoa sen. Cho nên rời thế gian này là không có thể nào mà thấy Phật được. Cho nên nói Phật ở trong lục căn là vậy đó. Bây giờ vậy, hằng ngày chúng ta có phiền não không? Có niềm vui không? Có. Niềm vui thì ít mà phiền não thì nhiều. Thì bây giờ chúng ta cố gắng để chạy trốn phiền não, hoặc là chúng ta đi chùa chúng ta lại Phật. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ tạm thời thôi, chứ nó không có thể nào, nó chỉ tạm, giống như là mình uống thuốc an thần vậy thôi. Hoặc là người ta đau khổ quá, người ta làm gì? Người ta uống rượu để tìm quên. Nhưng mà có quên được không? Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu, lấy dao chặt nước càng chảy, mà nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu, không thể nào được hết. Mình phải ngó ngay nó luôn, ngó ngay cái phiền não đó. Dùng cái phiền não từ đâu ra? Tại sao chúng ta phải phiền não? Nhiều thứ lắm, nhiều thứ hỏi thôi chúng ta phiền não lắm. Trong cuộc sống hàng ngày, cơm áo gạo tiền cũng đã là phiền não rồi, nóng lạnh cũng đã phiền não rồi, rồi đau bụng, nhức đầu, sổ mũi cũng là phiền não. Tất cả những cái đó mà khi nó xảy ra đến thân chúng ta đều là phiền não hết. Thì như vậy
chúng ta cứ tìm cách đối trị, đối trị nó, nhưng mà không biết là càng đối trị rồi nó đâu có hết đâu, nó cũng sẽ trở lại vào một diện khác. Thay vì chúng ta giác ngộ thẳng nó luôn, phiền não thí dụ như người ta mắng chửi hay la đầy mình, thì mình nói thầy cũng giác ngộ này lúc từ trẻ đó, hồi lúc thầy ở chùa Đại Giác, đi có ai biết chùa Đại Giác ở Biên Hòa không? Có thời gian thầy ở chùa Đại Giác 2 năm, thì thầy lúc đó thầy với một thầy nữa là gọi thầy Huệ Ngạn, ở đó có 2 người mà chùa lớn lắm, thì phải lo làm việc, thầy thì lo việc trong chùa cúng kiến, nấu cơm cúng Phật với là các thời công phu bái sát, còn thầy kia thì lo việc ở ngoài vườn tượng trồng cây đồ tưới tiễn đó. Nhưng mà chùa đó hồi xưa là thường có mấy người vùng quê mà có nhiều người họ ăn nhậu rồi họ vô chùa họ quậy lắm, họ quậy phá rồi họ la mắng mình nữa, mà tự nhiên mình chỉ nói là thôi chú say rồi thì chú về nhà chú nghỉ đi, không nên nơi đây thì không có tốt, có vậy thôi mà họ chửi mình dữ lắm. Cái bắt đầu thầy sanh phiền não. Thầy mới sanh phiền não, thầy nói mình đâu có làm gì người ta, người tự nhiên người ta vô chùa người ta chân chửi mình đó. Tu cũng có phiền não, nhiều khi tu còn phiền não nhiều hơn. Cái thầy mới xuống nói, lúc đó có cô Bảy thường trụ, là cô Bảy đó là xưa là em của thầy trụ trì. Cô Bảy tu từ nhỏ lớn, nhưng mà chỉ thọ sa di thôi chứ không thọ tỳ kheo, mà cô Bảy suốt ngày chỉ có niệm Phật thôi, lần chuỗi niệm Phật suốt vậy đó. Cái thầy mới xuống nói, Bảy ơi, sao tự nhiên có nhiều người sai xỉn họ vô chùa họ quậy phá rồi họ la, con chỉ nói là thôi đừng có, khi nào bình tĩnh hay vô chùa lễ Phật rồi vậy đó. Cái con thấy sao buồn phiền quá. Cái Bảy nói câu này cái thầy giác ngộ, thầy ơi, cái gì của mình nó mới đến với mình, không phải của mình nó không có đến với mình đó. Cô Bảy đó không có học hành nhiều, chỉ có niệm Phật thôi, nhưng mà nói một câu cái thầy giác ngộ, cái gì của mình nó mới đến với mình, không phải của mình nó đâu đến với mình. Cho nên phiền não cái gì mà nó đã đến với mình, nó là của mình đã tạo trước đây rồi, có thể là hoặc kiếp này hoặc là kiếp trước rồi, cho nên giải trốn nó đâu có được. Nó như giống như hình với bóng à, mình đi đâu nó đi theo đó nghiệp mà. Cho nên là trước tiên là cái gì, chúng ta phải biết nghiệp và chúng ta phải khởi lòng sám hối ăn năn nghiệp. Đó là cái bước đầu tiên, chúng ta phải sám hối ăn năn, hoặc là đến trước Phật sám hối ăn năn, hoặc là nguyện cho là tất cả quan gia các chủ, chúng ta cũng thường nguyện như vậy, nhiều đời nhiều kiếp của chúng con, tất cả những cái việc làm lành chúng con xin hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con, để họ được siêu thoát. Biết đâu trước chúng ta cũng đã làm tổn thương hoặc là hại ấy đó, thì bây giờ họ mất đi, họ cứ theo mình làm quan gia trái chủ, họ chưa siêu thoát được, thì bây giờ mình cầu cho họ siêu thoát bằng cách tụng kinh niệm Phật, hoặc là hồi hướng công đức làm cho họ. Đó là cách để mình giải nghiệp, giải quan gia trái chủ bằng cách sám hối thôi, thì nó sẽ từ từ, với lại tạo công đức lành thì nghiệp tội từ từ nó sẽ tiêu. Còn chúng ta dùng cách này cách kia, chúng ta chạy trốn nó, chúng ta có lên lừng xuống biển như nãy thầy nói, dù có lên non thiền đạo cũng đâu chạy trốn được nghiệp, đâu có chất liệu. Tại vì thầy là ông thầy núi mà, hồi nhỏ thầy ở trên núi, chùa thầy bây giờ thầy cũng trụ trì luôn, là chùa ở trên Gia Lào Lâm Sơn, biết không, có ai biết như núi Gia Lào không? Đó, chùa thầy bên đây, chùa thầy là chùa Lâm Sơn, còn vô trong nữa là chùa Vũ Quang Gia Lào. Thì hồi nhỏ thầy ở trên đó. Thật ra thì hồi đó thầy ở với một bà ba, hồi đó kêu chùa Cô Ba. Chùa Cô Ba là chùa có thời gian thầy ở đó cũng mấy năm, rồi sau này thầy mới xuống dưới Biên Hòa, thầy đi học rồi thầy mới đi du học. Thì ở trên đó nó rất là yên tĩnh, nó không có ai làm phiền mình hết. Cho nên là mình thấy là chắc ở đây là cõi tiên rồi. Tại vì giống như Nhơn Sơn là tiên, chữ Hán á, chữ Nhơn đứng bên chữ Sơn là tiên, mà người ở trên núi là tiên. Thiệt tiên thiệt, tại vì không có phiền não. Chỉ có cái sợ là cái gì tối lên tụng kinh, lúc đó thầy nhỏ mà chùa không có cửa. Chùa là cái chánh điện, có dịp nào mời quý Phật tử lên chùa thầy. Mùng 5 tháng 12 là giỗ bà cô, chắc thầy nói thầy Mỹ quý vị tổ chức để lên cho biết chùa thầy, cảnh đẹp lắm, tiên cảnh mà. Cái phía sau lưng thầy là trong quán, ở trong là cái hang gió mở ra, còn chánh điện thì nằm hang gió. Cho nên mỗi lần mà thầy tụng kinh là thầy cứ một tay gõ mõ, tay cứ dòm ra sao có ai đứng nó sau mình không ạ. Sợ lắm.
Cho nên bắt buộc là gì? Bắt buộc phải học thuộc kinh. Cái học thuộc kinh Di Đà, học thuộc kinh Bổ Môn, học thuộc kinh Hồng Danh Đế. Rồi sau đó là phải học luôn kinh Lăng Nghiêm, Công Phu Khuya đó. Rồi Công Phu Chiều học, rồi phải học. Học để gì? Để đừng tại vì mắt cứ dòm ra sau lưng, sao dòm bổn để tụng kinh được. Nó cứ gõ mỏ tay chuông rồi. Cho nên là mà mỗi lần gió nó rít lên lá cây nó nghe xào xạc, nghe âm thanh nó sợ lắm. Mà lúc đó mình có mười mấy tuổi à, nhưng mà vẫn kiên trì ở được đó. Cho nên nói là, nhưng mà thầy chưa có thấy gọi gì phiền não hết, tại trên đó không ai chọc mình để làm mình phiền não. Rồi khi nào khi xuống đây nè, khi xuống xuất gia Long Thiền xong về Thanh Long ở, rồi bắt đầu mới thấy phiền não. Ôi lúc đó người ta mới chọc mình đó. Cho nên nói thật, ở trong lục căn là vậy đó. Ở trên kia lục căn thanh tịnh, tại có ai chọc mình đâu, nó lòi ra. Cho nên nó giống như đá đè cỏ vậy đó, cứ tưởng đâu là cỏ hết rồi, nhưng mà khi dở cục đá lên, cỏ nó vẫn còn y nguyên. Cho nên nó đi xuống đây rồi mới thấy đó, giống như chuyện thầy kể ở chùa Đại Giác đó. À, cho nên là bắt đầu thầy mới thấy ở đây mới diệt được, chứ còn ở trên kia nó yên tĩnh quá, nó không có lòi ra. Mình biết bao giờ mới sạch nghiệp. Giờ xuống đây thôi, đủ thứ thử thách, nhiều thứ lắm. Hồi ở chùa Thanh Long, chỗ đó thì hồi xưa cái thời thầy ở chín mấy á, là lúc xe lửa còn chạy, dân buôn bán đồ ma tí xì ke ở bên chùa rồi đánh lộn. Tôi nói thôi đủ chuyện hết á, mà hồi xưa chùa cũng có ai đông nữa. Nhà chùa xưa thì nó có được như bây giờ hết. Cho nên á, đừng có chạy trốn ở đâu hết, mà hãy nhìn lại chính mình thì thấy thật luôn. Mỗi cái phiền não hay cái gì đó mình không quan, là dùng trí tuệ mình để tiếp độ nó. Tiếp độ nó là đưa về cái tâm thanh tịnh của mình, đừng để nó chạy lâm nhâm để tạo sanh phiền não nữa. Thì như vậy đó gọi là phóng quang tiếp độ. Mình tiếp dẫn chúng sanh bằng cách và dùng cái gì? Dùng hai cái hạnh, đó là hạnh Quan Âm và hạnh Phổ Hiền, nhớ không? Hạnh Phổ Hiền là đại hạnh, đại hạnh Phổ Tiền. Dùng cái hạnh đó là gì? Là chúng con quyết định là dùng cái hạnh lành này là quyết định tu hành để sau này được về gọi trình độ tính nguyện hạnh đó, hoặc là dùng hạnh lành để tiếp độ chúng sanh phát ra đại nguyện. Thì quý vị biết hồi xưa Đức Phật Di Đà là tiền thân Đức Phật Di Đà là ai? Đức Phật Di Đà đó là vua Vô Tranh Tránh Niệm, đúng rồi. Trong kinh Đại Bảo Tích có nói là Đức vua Vô Tranh Niệm hồi xưa là một vị đức vua rất là nhân từ, lo cho dân, cho nước. Nhưng mà là ngài thấy là sao cũng có nhiều người khổ, cũng có người giàu, người nghèo, rồi cũng có nhà tốt, cũng có nhà xấu, nó không có đồng đều và cõi nước nó không có được thanh tịnh. Thì lúc đó có Đức Phật Bảo Tạng ra đời. Thì lúc đó thì có một vị đại thần cũng rất là tinh thông Phật Pháp, đó là Bảo Hải. Thầy là Bảo Tạng Như Lai, bạn là Bảo Hải, tức ngài Thích Ca. Thích Ca nguyện độ ta bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà là Lạc Ban. Đó là cái tích của Đức Phật Di Đà. Trên ngài mới ngài đại thần Bảo Hải đấy, nói muốn được thấy cõi Phật thanh tịnh phải đến tiếp kiến Đức Phật Bảo Tạng thì mới thấy được cái cõi Phật thanh tịnh. Tại vì tâm chúng sanh nó sai khác, chứ còn đối với tâm Phật thì cõi này là cõi tịnh đó. Tại tâm Phật không có nhơ uế, cho nên nó cõi nào cũng là tâm tịnh, tức Phật độ tịnh mà. Cho nên là ngài mới hỏi tại sao cái quốc độ của con cai trị nó không có được thanh tịnh, cho con thấy được những quốc độ. Thì Đức Phật mới dùng thần thông, mới nhấn chân xuống đất thì mới hiện ra các, tức tiên là các cảnh trời thôi, là thấy nó đẹp quá rồi, chưa nói đến cõi tịnh độ nữa, cõi Phật nữa, nó còn trang nghiêm đẹp đẽ lắm. Ngài lúc đó ngài mới nói tôi muốn quốc dân chúng tôi được sống ở trong cái cõi đó. Thì lúc đó ngài Bảo Hải mới nói là ngài đức vua phải xuất gia mới được, xuất gia mới phát đại nguyện thì mới lập được cái tịnh độ đó. Phải có y báo chánh báo. Cho nên là vì thương thế giới bất bình nên chi đầu Phật mà đành bỏ ngôi đó. Cho nên là ngài bỏ cung vua để mà đi xuất gia, rồi mới là thầy là Bảo Tạng Như Lai. Ai có biết sám đó ở đâu không? Sám gì không? Trong sám Di Đà đó, sám Di Đà đó, thầy là bạn là Bảo Hải, là sau này là Đức Phật là Thích Ca đó. Thì ngài mới phát 48 lời nguyện là
nguyện cho cái cõi nước của Ngài được như vậy đó, không có còn cái khổ, cái ác, cái xấu nữa, mà hoàn toàn thanh tịnh, trong sạch và được an lạc. Cho nên đó là trong 48 lời nguyện đó mà chúng ta bây giờ thường tu tịnh độ hay theo cái nguyện thứ 10, 18 phải không? À, nguyện thứ 18 đó là niệm trong 10 danh hiệu nhất tâm thị sẽ được về tịnh độ. Thì chúng ta thấy là chúng ta có niệm Phật nhất tâm được không? Cái này, cái yếu tố này quan trọng, rất là khó. Cho nên nó phải hội đủ nhiều yếu tố mới được. À, hằng ngày chúng ta rất là nhiều thứ nó làm rối loạn tâm trí mình. Niệm được 10 tiếng nhất tâm, chưa nói là lúc ta mạnh khỏe, lúc ta bệnh tật đó thì thôi. À, cái đau này nó đến, nhưng mà may bệnh tật nó có thường hay là vô thường? À, nó vô thường mình mới chịu nổi, chứ mà nó thường chắc chết hết, không ai chịu nổi, phải không? Thí dụ như thầy nói đau bụng mà nó thường đi, có uống thuốc nó không hết thì sao mình chịu nổi không? Không, nó phải vô thường, chứ cái gì nó cũng vô thường, trên thế gian này nó phải vô thường. Nhưng mà có cái vô thường thì tốt, mà có cái vô thường thì không tốt. Thí dụ như chúng sanh mà vô thường, sống được có mấy chục tuổi, sanh lão bệnh tử vô thường là thấy không vui rồi. Tạo được của cải, sản nghiệp, đến lúc đó cái tuổi bắt đầu già, bắt đầu tận hưởng á, bắt đầu để hưởng của cải thì lúc đó tuổi đã già, gần tới sắp xuống lỗ rồi, thì lúc đó thấy không vui chút nào, tại vô thường nó đến rồi. Nhưng mà có những cái thường tốt, đó là đau bụng, nhức đầu đồ, nó phải hết thì mình chúng ta chịu. Vậy thì sanh tử luân hồi nó thường hay là vô thường? Nó cũng phải vô thường mình mới tu thành Phật giải thoát được. Chứ còn nếu nó thường, tại vì mình không thấy nó cho nên nó là thường, nhưng mà khi biết nó rồi thì nó là vô thường. À, do đó nên là Phật ở trong lục căn, Phật ở trong phiền não là vậy đó. Mình phải thấy được cái phiền não, phải dùng cái tai nghe của Phật Quan Âm, dùng đại hạnh của Phổ Hiền và dùng bản tánh của Di Đà để tiếp dẫn chúng nó. Thì phiền não tự nhiên đến lúc nào đó nó sẽ lặn đi. Và làm những công đức lành, đó là cái cách tu tốt nhất. Còn đừng có ỷ lại hay cầu xin gì. À, thì có cầu xin bao nhiêu, nếu mà không chịu tu thì cũng vậy thôi. À, nên nhớ vậy. Phật. Cho nên á, người lên non tìm đạo như nãy thầy nói đó, qua sen mà nó cứ ở trên non tìm đạo thì ở trên đó không có thế nào thấy được. Thấy được an lạc thì có đó, nhưng mà thấy được đạo giải thoát thì có. Với lại để diệt hết những cái vi tế nghiệp khó lắm, muốn được là phải lẫn lộn trong chúng sanh. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải tu nơi thanh tịnh trước, để tâm mình được vững thì mới đi ra chúng sanh được. Chế đoàn không á, là chúng ta mà cứ chưa có đủ cái lực mà đi ra thì dễ bị nó chìm lắm, giống như chưa biết bơi mà đi cứu người vậy đó. Thì như vậy, quý Phật tử có hiểu được không? Có hiểu được cái tánh của mình chưa? Cái tánh biết của mình đó, cái tánh nghe của mình đó, nó không thay đổi. Và cái này nó đi theo mình nhiều kiếp luân hồi. Thí dụ như sư phụ đi, của quý vị đi, là sư phụ, Đức Phật Thích Ca là sư phụ thôi nha. Vậy cái sư chính ở đâu? Sư chính đâu? Sư phụ phải có sư chính chứ. Ai mà tìm được sư chính là người đó giác ngộ đó. Không, Đức Phật cũng là sư phụ thôi. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, bổn sư của mình cũng là sư phụ của mình mà. À, sư phụ tại vì sư phụ rồi cũng ra đi, như thầy nói đó, Phật khai thị rồi đi, tăng cũng không ở lại, chỉ có pháp từ bi giúp chúng ta vô ngại. Sư chính là cái ông Phật của mình đó, là bổn sư đó. Bổn sư có nghĩa là cái gì? Bổn sư Thích Ca, bổn sư có nghĩa là năng nhân và tịnh mặc. Thì chúng ta có đủ bổn tánh của hai chữ bổn sư đó, thì chúng ta quay về với bổn sư của chính mình, đó là thấy Phật rồi đó. Hãy quay về chính mình là thấy được Phật, không có đâu xa đó. Tìm Phật đâu xa, lên núi lên non hay là đi qua Ấn Độ, đi tới chỗ Phật đản sanh rồi về cũng vậy thôi. Nhưng mà biết rằng đi đâu cũng vậy, quay ngược lại phản văn tự tánh, quay ngược lại thì thấy Phật ở chính mình rồi, nương theo ông Phật đó tu hành, nói theo trần gian nữa. Và chúng ta đảnh độ niệm Phật để chi? Niệm Phật để nhiếp cái tâm mình thanh tịnh, để trở lại cái tánh Phật của mình. Cho nên niệm Phật thì chúng ta không có thời gian để niệm chúng sanh, nó vậy thôi. Niệm Phật thì chúng ta không có thời gian niệm chúng sanh, cho nên tâm nó được an tịnh là vậy. Nhưng mà an lạc này nó không có kéo dài.
À, nó chỉ là an lạc tạm thời thôi, chứ nó không an lạc kéo dài. Cho nên là chúng ta phải tìm cái an lạc vĩnh hằng đó mới gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ được, vô lượng công đức được. Còn cái tạm thời, cái an lạc tạm thời của củ cải, ví dụ như chúng ta cố gắng làm lụng mua được, xây được cái nhà, chúng ta cho đó là hạnh phúc. Hạnh phúc nó nhiều cái đơn giản lắm, chúng ta cố gắng tìm hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta biết là người đói hạnh phúc của họ là bữa ăn, người mà khiếm khuyết, thí dụ khuyết tật, cái hạnh phúc của họ là ánh sáng, người điếc cái hạnh phúc của họ là được nghe, người nghèo hạnh phúc của họ là được giàu có củ cải. Thì hạnh phúc nó cái gì đó mình thiếu mà mình có được gọi là hạnh phúc. Nhưng mà cái mình được hiểu không, mà sao thấy ngơ ngơ vậy trời? Lờ mờ quá. À, thầy cố gắng nói cái đơn giản nhất, cái dễ hiểu nhất cho quý vị nhặt, rồi quý vị tu. Và quý vị đừng có bao giờ phân biệt người này người kia, giới tính này giới tính nọ, ai cũng đều có Phật tánh hết nha. Mọi khi mà chúng ta ai cũng có tánh giác đó, là Phật tánh đó. Cho nên mỗi khi chúng ta gặp nhau, chúng ta chào nhau bằng A Di Đà Phật là chúng ta chào cái Phật tánh của cái người đó, chứ không phải chào cái bản thân người đó, nhớ không? Tôi nói trời ơi, tôi lớn tuổi hơn, tại sao tôi phải xá cái ông nhỏ tuổi hơn với ông thầy chẳng hạn. Nhưng mà cái đó là mình xá cái tánh Phật. Thí dụ Phật tử chào nhau đó là chào với nhau. À, người này chắp tay chào người kia, không được lộ tuổi nha, chào nhau thì chào cái tánh Phật của mình đó. A Di Đà Phật là cái tánh, là bổn tánh của mình, Phật Di Đà của mình đó. Chào nhau là vậy, chứ không phải là chào cái hình thức bên ngoài. À, tại cái thân tứ đại rồi nó cũng tan giả thôi, nó đâu tồn tại mãi mãi đâu. Thì như vậy á, các vị mà có khuyết tật hằng ngày vẫn có thể tu tập, à, niệm được cái gì mình đã cưu mang, nó đã đến với mình rồi, nó đều là nghiệp. Chúng ta đừng lấy đó làm buồn phiền, mà chúng ta phải hóa giải nó bằng cách là trực nhận và giác ngộ nó, đừng có làm thêm nữa thôi. Sám hối có nghĩa là hối hận những cái việc đã làm và không cố gắng không làm thêm nữa, và ăn năn sám hối. Rồi nếu có điều kiện tạo công đức lành gì thì chúng ta cần tạo phúc lành, nhưng mà đừng có ích kỷ tạo công đức lành riêng cho mình. Hãy tạo công đức lành và hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, trong đó có quan gia trái chủ của mình, trong đó có quyền thất tổ của mình, trong đó có ông bà cha mẹ. Nếu mình pháp giới chúng sanh là đủ hết á, không thiếu ai hết, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, rồi củ quyền thánh tổ của mình, còn mình ích kỷ nói tôi chỉ hồi hướng cho củ quyền thánh tổ ông bà cha mẹ tôi thôi, thì cái đó cũng tốt, nhưng mà nó chỉ là hạn chế trong cái cõi gọi là sáu nẻo luân hồi thôi. À, cho nên á, chúng ta đừng có làm phước đức là đi tu theo Phật thì sẽ được giàu hay là được sang. À, được hết á. Trong kinh Phật dạy muốn được giàu sang bố thí, muốn được xinh đẹp thì phải tán dương cái thân tướng của Phật. À, phải ca ngợi thân tướng của Phật, pháp vương vô thượng tôn, tam giới lưu linh thất vậy đó, Phật chúng sanh thánh thường lỏng rặng đồ đó, thì mình sẽ được thân tướng đẹp. Tại mình với lại thấy ai đẹp mình sanh lòng quan hỷ thì mình sẽ được đẹp. Đó là cái tánh quan hỷ, chứ đừng có đố kỵ nha. Đố kỵ là ngược lại đó, không đẹp mà xấu nữa. Thấy ai đẹp nữa mình đố kỵ. À, người ta đẹp quá tại sao mình xấu, mình đố kỵ, mình ghét họ là mình bị nữa sao, phía sau mình xấu lại, nó xấu nữa. Nhưng mình quan hỷ, phát tâm quan hỷ, à, người đó có phước lành được thân tướng xinh đẹp, mình ước gì cũng được thân tướng xinh đẹp như thế. Rồi muốn được tiếng tốt thì sao? Đừng có nói lời xấu ác, đừng có nói lời đâm thọc, đó trong giới của quý vị đó. Đừng có nói lưỡi hai chịu, đừng có nói lời hung ác, dạ. Thường tán dương công đức Phật và quan hỷ đến những cái thành công của người khác thì được cái tiếng tốt liền. À, đó là cái tất cả những cái mình muốn. Nhưng mà thầy nói là tất cả đó đều là phước đức nhân thiên thôi. Thí dụ như vậy, chúng ta bây giờ khi chưa hiểu đạo, chúng ta trầm luân trong sáu nẻo luân hồi á, thì chúng ta đang mang cái xiềng sắt, cái xiềng sắt. Rồi khi chúng ta biết đến chùa, chúng ta biết nghe pháp, chúng ta được học đạo và chúng ta biết tu tập, giống như mấy thầy xuất gia rồi, thì bắt đầu chúng ta cởi bỏ được cái xiềng sắt, cởi bỏ được cái tâm của chúng sanh, thì chúng ta bắt đầu đeo vô cái xiềng bạc. À,
chất liệu nó khác thôi, nó lên được chút. Rồi nếu chúng ta cố gắng tu hành lên được các cõi trời, tu thập thiện đâu đó, thì chúng ta lên các cõi trời thì được mang chiếc xiềng vàng, hoặc là lên tứ quả thanh văn thì mang cái xiềng kim cương. Nhưng mà dù có chất liệu thế nào, nó vẫn là gì? Nãy giờ cũng nói cũng không hiểu gì hả? Nó cũng là xiềng thôi, hiểu không? Nó cũng là xiềng, dù có lên các cõi trời, tại vì sao? Tại vì nó còn trong lục đạo sanh tử luân hồi, thiên nhân, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc, súc sanh, cho nên nó chưa phải là hạng giải thoát. Nó vẫn là xiềng. Cho nên là Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta phải tháo được cái gông xiềng xích đó, chỉ cho thẳng cho mình cái tánh Phật, và tất cả phải buông bỏ thì mới tìm được nó. Chứ còn giống như Đức Phật phải bỏ cung vàng địa ngọc, bỏ tất cả giờ đẹp con sinh để tìm đạo. Muốn tìm được đạo khó lắm, muốn xả bỏ khó. Tại vì xưa giờ mình chắc chứa quen rồi, mình sanh ra mình là ngã rồi, giờ kêu bỏ cái ngã này khó lắm. Giống như một cái ngã này, chán cái ngã này quá, cái ngã này ở ta bà này khổ não quá, bắt đầu kiếm một cái ngã nữa đi về cõi Phật đó. Bỏ cái ngã này mà sanh ra cái ngã khác, cho nên ngã chồng ngã, cho nên không bao giờ vô ngã được hết. Khó vô ngã lắm. Vô ngã là trong hiện tại mình sống đây, mình đừng có như nãy thầy nói kiểm soát lục căn của mình, thì mình sẽ được thấy từ từ rồi nó sẽ có vô ngã. À, là mình đừng có chấp tất cả những cái sự việc xung quanh, mà chỉ có chí tâm tu hành thôi. Tại thời gian mình ở thế gian này ngắn ngủi lắm. À, nếu mà sanh ở cõi trời này, ở cõi đời này mà không biết tu hành, uổng một kiếp người lắm. Mà khi đã biết tu hành rồi mà còn không cố gắng nữa thì cũng uổng nữa. Tại vì rồi không biết tương lai mình đi về đâu, mình không có biết đâu, chỉ có Phật mới biết thôi. Chỉ có Phật và các bậc A-la-hán mới biết là tương lai mình về đâu thôi. Nhưng mà Phật đâu có ở đây để mình hỏi, phải không? Phật không có ở đây để mình hỏi. Cũng có bác các vị, còn có mấy vị mà nói kiếp trước chị là cái này cái kia, đồ đồng bóng đồ, cái đó không nên nghe. Cái đó nó chỉ đó là những cái mê tín thôi, cứ lừa thôi. Dù có kiếp nào hay là cái gì đi nữa, kiếp trước là vua là chúa hay kiếp gì nữa, chúng ta cũng không quan tâm. Mà chúng ta phải biết cái kiếp hiện tại, chúng ta phải biết cái kiếp hiện tại này nè, cái hiện tại của chúng ta đang sống đa là gì, nghiệp chúng ta như thế nào, và chúng ta biết giải nghiệp và tu hành như thế nào. Đó là cái quý giá nhất. Cho nên á, thấy được cái tâm Phật của mình, thấy được cái tánh Phật của mình, thì hàng ngày quay về sống với nó, quay về sống với sư chính. À, nhớ không? Vẫn tôn thờ sư phụ chứ, sư phụ dạy đạo mình mà. Đức Phật Thích Ca phải tôn thờ, các vị Phật mình phải tôn thờ, để chi? Nương theo hạnh các ngài mình tu tập. Nhưng mà hàng ngày tu tập thì phải quay về sư chính của mình, bổn sư của mình hàng ngày đó. Cho nên là phản văn mang tự tánh, hàng nghe được cái tánh của mình, phải biết nó đang khởi lên gì. À, phải biết nó đang khởi lên cái gì đó. Cho nên nó đang khởi lên phiền não, hay là đang khởi lên hạnh phúc, hay khởi lên vui mừng, do cái gì, cái gì nó có hạnh phúc, do cái gì mà nó sinh ra phiền não. Quán sát những cái đó, cứ quán sát thấy nó, rồi mình chỉ cần quán sát biết nó, mình đừng có theo nó là mình sẽ vượt qua phiền não rồi á. Cái hạnh phúc mình cũng vui vừa thôi, đừng có vui quá. Thí dụ như người chưa có nhà, xây được cái nhà thì hạnh phúc bao nhiêu, nhưng mà rủi cái nhà nó bị cháy thì đau khổ nó lớn cũng bằng đó luôn. Nó vậy đó, hạnh phúc nó đi đôi với đau khổ. Cho nên người ta mới nói là người giàu cũng khóc là vậy đó. Thì cái việc tu hành đó thực sự nó không phải dễ, thực sự nó không dễ đâu, nhưng mà thực sự nó cũng phải khó. Tại vì chư Phật cũng đã tu, cũng đã thành Phật được rồi thì chúng ta vẫn tu được. Nhưng mà cái quan trọng là niềm tin á, trong cái tính của mình, có mình có dám tin là mình có cái sự giác ngộ không, mình có dám tin hay không. Nếu mình dám tin thì mình làm được, còn mình không dám tin mình vẫn là kẻ gì, kẻ lữ hành lang thang hết kiếp này, lang thang trong sáu nẻo luân hồi hết kiếp này kiếp khác thôi. Nó vậy thôi, phải tin. Với lại là phải chắc chắn là có quế độ thì có tịnh độ, chắc chắn là vậy rồi, có cõi Phật. Nhưng mà mình làm sao để mình muốn về cõi Phật đó cho được, thì mình phải tịnh cái tâm mình làm cõi Phật.
chính mình làm phải nhân nhân tịnh độ trước đi. À, thì tự nhiên đến khi đó rồi mình với Phật gọi là gì, cảm ứng đạo giao rồi đó, cái ánh quang của Phật với quang mình nó hòa hợp rồi, mình không cần phóng, ổng không phóng nữa, mình cũng về thẳng cái ọt trên đó luôn. À, còn thì theo công hạnh, cái hạnh là để chi? Để cho có hoa sen củ phẩm đó, à, thượng phẩm hay là trung phẩm là hạ phẩm gì đó. Cho nên á, chúng ta đừng có chấp vào một cái gì, cái việc gì nó cũng phải làm, việc lành cũng làm. Ví dụ như hàng ngày tối chúng ta tụng kinh cũng phải tụng kinh, chứ không phải niệm Phật không là đủ. Thầy nói vậy nè, trong bộ kinh Nhật tụng mà hàng ngày chúng ta tụng á, nó có ba cái pháp môn được lòng luôn trong đó, đó là thiền, tịnh, giả và mật, nhớ không? Mới đầu chúng ta vô đại bi đó là cái gì? Đó là mật đó, mật chú. Rồi chúng ta tụng kinh Di Đà hoặc là kinh Phổ Môn, bất cứ kinh gì thì đó là tịnh đó, là tịnh. Rồi chúng ta tụng Bát Nhã. Bát Nhã là gì? Là thiền đó. Thì thầy ví dụ vậy cho quý Phật tử dễ hiểu. Chú giống như cái động cơ của xe vậy đó, cần lắm, chứ không có nào không thấy không cần đâu nha. Niệm chú cũng cần lắm đó, cho nên là chú như động cơ xe. Còn thiền giống như người tài xế vậy đó, người tài xế phải được sáng suốt, phải được thì mới lái xe được chứ, phải không? Thiền là giúp cho chúng ta định tĩnh sáng suốt. Còn tịnh là gì? Nơi đến, nhớ không? Nơi đến. Cho nên á, chúng ta phải dung thông cả ba pháp môn thiền tịnh mật trong thời khóa hàng ngày, đừng có bỏ. Tại vì chúng ta nếu mà mật chú là do chư Phật lâu đời dùng giữa mật ngữ mà công đức nhất để nói ngắn gọn lại thôi. Chỉ cần thí dụ Mani Padme Hum, có ai biết cái câu chú này không? Niệm thử coi. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Làm lớn lắm. Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Thấy được thanh tịnh không? Thấy tâm được thanh tịnh không? Niệm cái chú này tâm được thanh tịnh liền, tâm được thanh tịnh liền. Lại lúc đó mình đã ở vào chú rồi, tâm mình không còn bị vọng ngập, được thanh tịnh. Lúc này á, niệm chú xong niệm Phật coi, rất là đắc dụng đó. Cho nên là cần chú là vậy đó. Mặc dù mình không hiểu chú nói gì, không cần phải hiểu, miễn đó là câu chú Phật chỉ ôm, chỉ ôm. Tại cái câu chú này lúc thầy qua Bhutan được ở bên đó, được Đức Lạt Ma bên đó dạy, được Rinpoche chứ không phải Lạt Ma. Ở bên Bhutan thì các vị Rinpoche bệnh đều là các bộ trưởng hết, ở bên đó thuần là tôn giáo. Đất nước họ thì ít dân thôi, nhỏ, đồi núi không à, đất bằng không có nhiều, nhưng mà chỉ số hạnh phúc họ rất là cao. Tại vì y tế, giáo dục tất cả đều được miễn phí. Dân họ còn nghèo lắm, nhưng mà họ đều mộ đạo, họ rất là mộ đạo. Bất cứ đi chùa chiền ở đâu chúng ta cũng thấy rất là đông tín đồ Phật tử. Họ đi họ cầm cái quay á, cái chuông quay á, là biểu hiện cho gì? Là cái dòng luân hồi đó. Đó là họ luôn luôn nhắc nhở mình còn đang ở trong luân hồi nè, mình còn đang ở trong luân hồi, họ quay vậy đó. Rồi mấy cái chùa cũng có mấy cái tròn tròn giống như cái chuông vậy đó. Bánh xe luân hồi đó, đi cái họ đẩy tay, họ lăn lăn để nhắc nhở là chúng ta còn đang trong cõi luân hồi đó, nhắc nhở mình hàng ngày vậy đó. Cho nên là muốn thoát ra khỏi luân hồi thì phải nhớ là mình đang ở luân hồi, chứ đừng nhớ cái khác. Nếu mình nhớ cái khác là mình không ra luân hồi được. Mình nhớ mình đang ở cái cõi khổ thì mình phải biết là mình đang ở cõi khổ thì mình mới có tâm thoát ra được chứ. Tới giờ chưa thầy? Mấy giờ rồi? Chưa tới giờ không? Rồi chút nữa, muốn nghe nữa không?
Ok. Rồi rồi, hồi sức tới đâu thì nói tới đó. Rồi ok, cho thầy uống miếng nước. Như vậy tìm Phật có dễ không? Hả? À, không dễ. Tại vì sao? Tại vì vậy, Phật gỗ thì không độ được lửa, nhớ không? Phật đất thì không độ được nước, Phật gỗ đốt cháy à. Phật đất thì để nước lục lên cũng tan hết rồi. Phật xi măng thì không độ được động đất. Rồi cũng vậy à. Chỉ có Phật trong mình mới là vĩnh cửu thường hằng, nhớ vậy. À, Phật để chúng ta tôn kính, để nương theo thôi. À, Đức Phật cũng chỉ vậy mà. Cho nên Đức Phật sợ chúng ta lầm chấp, mới nói là trong 49 năm thuyết pháp ta chưa nói lời nào. Là để chúng ta đừng có chấp pháp. Cho nên năm trước thầy có viết trong cái tạp chí của Biên Hòa, Ở Giữa Phiền Não Bồ Đề đó, à, cái là có nhiều người lầm chấp vào công đức, giống như cái thuyền qua sông vậy đó, bờ bên này và bờ bên kia, bờ sanh tử và bờ giải thoát. Nhưng mà hồi xưa thì ta dùng bè qua sông á, thì ta bỏ bè dễ lắm. Người ta không cần nhiều phước đức cho nên bỏ bè. Còn nhiều người thì cố tạo phước đức, giống như thuyền rồng vậy đó, cứ lên thuyền rồng muốn qua sông, nhưng mà bỏ cái thuyền rồng uổng quá, tạo biết bao nhiêu lâu mới được. Cho nên cứ lằn quần ở giữa dòng sông, không chịu lên bờ kia, không chịu, cứ ôm cái thuyền đi lòng vòng riết. Thuyền rồng mà cứ đi dạo chơi cho đã, rồi chừng nào muốn lên thì đó, vậy đó. Cho nên dính vào công đức là các cõi. Cho nên là các vị phải nhớ, mình tự quyết định cuộc đời mình. Mình muốn được hạnh phúc lâu dài, hay là mình muốn được an vui giải thoát, hay là mình muốn được về với Phật, thì chúng ta phải biết Phật là gì đã. Phải biết Phật là gì mới về Phật, nó ổng mới nhận. Ổng mình là con ông Phật thì mình phải biết cha mình là ai chứ. À, phải biết cha mình là ai. Nhiều Phật lắm. Cho mình rất là nhiều, vô lượng vô số Phật, hằng hà sa số Phật lận. À, cho nên đó là mình nhớ không hết thôi. Thôi bây giờ thôi, tạm thời thì mình quay về với ông Phật của mình đi, bổn sư của mình, để mình biết ông Phật mình trước, rồi cái ông Phật kia là được hết. Khi mà mình biết được Phật mình, hàng ngày mình sống với ông Phật mình, đó gọi là tu nhân. Học Phật là vậy. Tu nhân là hàng nhân đạo hàng ngày. Nhân đạo thì gồm có gì? Nhân, lễ, nghĩa, trí, tính theo đạo Nho. Còn đạo Phật mình đó là ngũ giới. À, còn đạo Công giáo đó là 10 điều lành. Tất cả cũng đều giống nhau hết, để cho chúng ta thấy là được những cái đó để làm cái nền tảng. Cho nên á, nghèo đói, bệnh tật, sanh ở nơi biên địa hạ tiện, có tu được không? Khó lắm. Cho nên phải tạo công đức. Nhưng mà đừng công đức tạo nó giống như chiếc xe để đưa chúng ta đến đích thôi, nhớ không? Chứ đừng ôm chiếc xe không chịu xuống, thì cứ ngồi hoài trên xe thôi, là chấp vào phước đức đó. Cho nên biết nó là tất cả đều là phương tiện. À, phương tiện đã là phương tiện rồi thì nó chỉ là tạm thời thôi, dù có đại thừa, tiểu thừa hay là có tôn giáo nào vậy. Cho nên khi mình hiểu được Phật tâm mình rồi, mình thấy tất cả chúng sanh trên thế gian này ai cũng có cái tánh biết đó hết, kể cả là người Công giáo, người Hồi giáo, nhưng mà tại vì cái phương cách họ tiếp cận khác nhau thôi, cho nên tôn giáo họ khác. Chứ đừng có nói đạo Phật của tôi mới là siêu việt, còn những đạo khác không bằng. Có nhiều người học rộng tại các học, tại vì thầy hồi xưa cũng là dân đi học mà, thầy học tới 20 năm lận. Ôi thầy thấy nhiều thầy cứ đi hết chê tôn giáo này rồi chê tôn giáo khác. Mỗi tôn giáo họ có nhiệm vụ ở thế gian này khác nhau lắm, với lại cái đối tượng của họ cũng khác nhau, mục tiêu của họ cũng khác nhau. Cho nên cái duyên của họ là vậy, cái cách truyền đạt của họ là vậy, chứ mình không có chê họ. Nhưng mà họ thấy được cái gì? Cuộc đời này là khổ, cho nên họ mới khuyến khích mình đi về cõi thiên đường chứ, phải không? Chứ còn nếu mà họ không chấp nhận cuộc đời này vẫn vui, vẫn đẹp, thì họ cũng đâu có khuyến khích mình về thiên đường làm chi. Cho nên là nói lại một lần nữa, Phật không ở trong pháp, Phật không ở trong tăng, Phật ở chốn lục căn, Phật ở nơi phiền não. Người lên non tìm đạo, người đến chùa cầu xin, nếu không quay lại mình thì làm sao tìm thấy? Thấy Phật, nhớ nhớ, cứ niệm 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 như niệm chú vậy, Om Mani Padme Hum vậy đó. Tại sao á, danh Om Mani Padme Hum nó có 6 chữ, quý vị hiểu nghĩa không? Rồi niệm Phật Di Đà cũng là 6 chữ, có ai hiểu không?
sáu nó có là pháp số. Thật sáu đây là đối, dùng sáu cái đó để đối trị sáu căn của mình đó. Một câu là đối trị một căn đó. Sáu căn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dạ. Mắt thấy sắc, ưa phân biệt, tai nghe tiếng hay dở, buồn phiền hay là vui vẻ, miệng nếm vị thì chê phân biệt ngon dở, rồi tìm thấy cái gì thích ăn, nhưng mà cái gì ăn riết rồi cũng ngán, rồi bắt đầu tìm thứ khác. Cho nên đó, trong trên thế gian này con người là ăn tạp nhất trong các loài động vật, nhớ không? Cái loài bò nó ăn cỏ, còn cái loài hổ báo sư tử nó chỉ ăn thịt những cái con đó thôi. Còn mình là con gì cũng ăn hết, con gì mà động đậy là mình dứt hết, con gì mà nhúc nhích là mình đi qua Campuchia, Thái Lan thấy con bò rầy, con bò cạp gì đó họ bán là con gì nhúc nhích là mình ăn hết. Cho nên là nghiệp nhiều lắm, cái virus vừa rồi cũng là do nghiệp sát tạo ra chứ không có gì hết. Đó là vong hồn của những cái vật mà bị sát sinh nhiều quá, là lâu lâu á nó dồn lại đủ nghiệp, cái là nó là cộng nghiệp của chúng sanh đó. Cái đầu nó nhảy xuống, nó quậy, nó là nhỏ xíu, nó vô hình thôi, nhưng mà làm thế giới điên đảo. Cho nên mình thấy đâu cần chiến tranh hạt nhân gì đâu, đâu cần gì đâu, chỉ cần có con virus nhỏ xíu đó thôi, mình học nó vô hình vô tướng. Cho nên mình nói không mà có mà không là nó đó. Sắc tức thì không, không tức thì sắc là nó đó, là cái con virus đó. Tại vì nó đâu có sắc, sắc thì mình thấy rồi, nhưng mà nó có không? Có, nó mới nhiễm bệnh mình được chứ. Rồi đó, cho nên sắc tức thì không, không sắc thì sắc, trong Bát Nhã nói là vậy đó. Cho nên rồi đó là nghiệp của cảm chúng sanh. Cho nên ai muốn tránh được những cái việc đó thì phải tránh nghiệp sát thôi. Trên ba cái tam đồ khổ gồm có, để thầy nhắc nhở quý vị, tham đó là nghiệp của nước nha, là lũ lụt triền miên là do nghiệp tham. Sân là nghiệp của lửa, cháy rừng rồi nước lửa phun. Sân là nghiệp của chiến tranh, binh đao chết chóc. Đó là chúng mình ở cõi trái đất này thường hay bị ba cái gọi là tam đồ khổ đó, là nó nhớ không? Là lý do ba cái nghiệp tham sân si mà ra thôi, chứ không có gì hết. Cho nên nó tham nhiều giống như nước nó dâng vậy đó, cộng nghiệp nó tới là bắt đầu lũ lụt tới tràn lan hết đó. Vậy sân thì giống như lửa rồi, sân hận thì giống như lửa cháy, một lượt niệm sân thì đốt cả rừng công đức. Còn si mê là gì? Do si mê mới nước này nước kia mới phát động chiến tranh. Nếu mà họ tỉnh táo, họ thấy chiến tranh là gì? Tiêu tốn của cải, tiêu tốn sinh mạng nè, rồi đất nước là phải sau chiến tranh phải xây dựng lại rất là nhiều. Nếu họ sáng suốt thì họ đâu có làm mấy việc đó. Cho nên si mê, do quyền lực dẫn đến si mê, do tham muốn quyền lực dẫn đến si mê. Bong bóng trong hư không, do bị hoa mắt cho nên thấy bong bóng, nhưng mà khi hết qua mắt rồi thì bong bóng không còn. Nhưng mà nói bong bóng có thì cũng không đúng, tại vì nó tan liền. Nhưng mà nói không cũng không đúng, nó có sẵn trong hư không rồi. Do đó để kết cục nói, cõi đất này không phải là, tuy là nó là quế độ, với tâm chúng sanh có quế độ trên nó là quế độ, nhưng mà đối với chư Phật nó là tịnh độ. Giống như nước thì con cá coi nước nó là, nó coi nước là gì? Con cá coi nước là nhà của nó. Nhưng mà mình coi nước là gì? Nước để tắm rửa, để ăn uống, để giặt giũ, phải không? Nước là vật dụng. Rồi các nhà khoa học khi họ phân tích nước thì họ thấy trong đó là gì? Có CO2, có nhiều cái thành phần đủ thứ hết. Rồi nó tên là nước, nhưng mà khi nó gợn lên ta gọi là gì? Sống, phải không? Sống từ nước mà ra, tên gọi khác. Rồi nhiều thứ lắm. Để mà ví dụ cái này, thí dụ như cái ly này, nó là cái ly. Bình thường nó không có nước thì gọi là cái ly, ly không, phải không? Giờ đổ nước này, đổ nước lọc vô là gọi là cái gì? Ly nước lọc. Đổ cà phê vô gọi là cái gì? Ly cà phê. Đổ nước cam gọi là ly nước cam. Danh với sắc nó thay đổi liền, nhớ không? Nhưng bản chất của cái ly là nó là không. Cho nên tánh Phật giống vậy đó, hiểu không? Cái tánh Phật của mình nó giống vậy, nó chứa đủ tất cả các pháp, nhưng mà nó là không, nó không có gì hết. Cho nên mình trở về cái tánh không là mình được vô ngã. Còn nếu mình chấp cái ly này là ly nước lọc thì nó bị là ly nước lọc, mình không đổ thứ khác vô được. Tại vì mình nói ly này nó chứa nước lọc không, mà thật sự cái ly nó chứa được nhiều thứ lắm, chứ không phải là chỉ là nước lọc không. Cũng giống như sống với nước,
khi nào sóng lặng thì nước tan, thì bóng trăng hiển hiện, thì lúc đó mặt trăng cũng chiếu xuống thấy rõ, cành cây chiếu xuống cũng thấy rõ, tất cả các pháp đều thấy rõ. Nếu tâm chúng ta an tịnh thì các pháp chúng ta thấy nó rõ lắm. Thì lúc đó chúng ta muốn biết chúng ta kiếp trước làm gì chúng ta biết hết á. Rồi chúng ta biết sau này, thôi biết sau này, tại vì chúng ta giải thoát rồi, biết sau này chúng ta là thành Phật thôi, biết một cái là ok rồi. Cho nên là chúng ta phải tí bỏ cái tâm yếu đuối của mình là nghĩ cho Phật mới thành Phật, còn mình không hề bỏ cái tâm yếu đuối nó đi. Mạnh dạn lên, chúng ta có tánh Phật chúng ta sẽ thành Phật. Chắc chắn Phật là sự giác ngộ thôi, không có gì hết. Chứ chúng ta nghĩ Đức Phật tu hành khó khăn lắm mới thành Phật được, cho nên chúng ta bị yếu tâm, không có đâu. Cứ nhận cái tánh giác của mình. Rồi thứ hai nữa là trong đồng thể đó là tất cả chúng sanh trên trái đất này, kể cả cây cỏ rồi động vật cũng đều có cái tánh đó hết. Tại sao có? Thí dụ như là con gà, khi mình bắt được, bắt nó mình làm thịt, nó có sợ không? Là nó biết, là nó có tánh biết đó, nó biết sợ, cho nên mình mới hạn chế ăn thịt động vật là vậy. Cho nên bây giờ cái gì nhúc nhích được hạn chế ăn, cái gì không nhúc nhích được thì ăn. Cái cây cải rồi mình lại mình nhổ nó có bỏ chạy không? Ăn được, tại vì nó không có chạy. Nó không có chạy thì mình ăn được. Rồi bỏ vô nước là nó nổi hay nó chìm? Là thanh, là nó là thanh, thanh thì nó mới nổi. Còn trượt thì bỏ miếng thịt vô nước là nó chìm, là nó trượt, nó lặn xuống, chìm là luân hồi đó. Còn nổi lên là giải thoát, nhớ không? Vỗ tay đi. Cho nên hạn chế ăn thịt, ăn thực vật thôi. Không phải là, còn nếu mà chúng ta có nghiệp, phải không? Thì chúng ta cũng ăn thôi. Chứ từ xưa Phật không có cấm, nhớ không? Phật không phải bắt mình ăn chay, nhưng mà Phật cấm sát sanh, nhớ vậy. Cái giới đầu tiên mình sát sanh. Với lại những cái việc mà, thí dụ như mình phải nuôi con cái, mình phải vì sức khỏe, mình còn phải nghiệp đời mình đã tạo ra nhiều lắm, mình phải lo thì vẫn ăn, nhưng mà ăn hạn chế. Thí dụ một tháng thì chúng ta cho được 2 ngày hoặc là 4 ngày ăn chay thanh tịnh, còn mấy người kia chúng ta ăn, nhưng mà ăn những cái vật mà nó bị sẵn, nó bán trong siêu thị rồi thôi, chứ mình không có mua loại vật sống về nhiếp thì được. Cái này cũng được, giống như Đức Phật xưa đi khất thực hay là Chư Tăng khất thực thì ai cúng gì thì ăn nấy thôi, không phân biệt. Vì nó cũng là tứ đại rồi, chết. Rồi giờ chúng ta biết chết chúng ta đi về đâu chưa? Biết rồi hả? Ai biết được thì thôi là giác ngộ rồi. Chúng ta đi đến thế gian này có một mình à, nhớ không? Lúc ra đi là cũng có một mình à. Cho nên tập sống một mình để cho biết cái sự cô đơn như thế nào. Tại vì đến có một mình chúng ta sống làm sao á? Khi chúng ta đến thì mọi người cười, chúng ta khóc, nhớ không? Mọi người thì cười vui mừng chúng ta ra đời. Rồi khi chúng ta sống làm sao? Khi chúng ta ra đi thì mình cười mà mọi người khóc. Đó, cái chân lý, cái đạo lý thế gian là vậy. Đó là sống trọn kiếp người, gọi là nhân đạo rồi đó. Nhân đạo, mình sống tốt cho đời. Tại mình sinh ra đời mọi người mừng thì cười. Lúc đó mình khóc, mà không khóc là mới lạ đó. Không khóc phải làm gì? Dỗ cho nó khóc. Không mới được. Cho nên báo hiệu cái tín hiệu gì khi chào đời? Khổ qua. Khổ qua nó nói rồi, khổ qua. Khổ qua, cho nên Tết hay mình làm gì? Mình hay làm cái món gì để mà ăn Tết? Đó, để mong cầu cho nó khổ qua đó. Cho khổ được qua đó. Khổ qua là vậy đó. Mà cái tội cái là tại mình nhồi thịt, chứ mình nhồi tàu hũ thì ok. Khổ cũng qua. Mình nhồi tàu hũ khổ qua nhanh hơn. Còn mình nhồi thịt thì khổ qua chậm hơn. Thì đó. Rồi, thôi thì thầy nghĩ đến đây là đủ rồi. Thì Pháp Phật không cần mình phải nghe nhiều. Tại vì nghe nhiều đôi khi mình sẽ bị rối loạn Pháp. Giống như mình ăn buffet vậy đó. Nhiều món quá, cái mình không biết chọn món nào. Cái mình lững thững giữa đường, giống như người lữ hành. Đi không biết ngõ nào đi hết. Đang đi cái thấy thiền hay quá, đi thiền. Cái thấy người ta tu tịnh sao thấy dễ quá. Chảy qua tu tịnh, rồi thấy người mật tông sao họ tu thấy đắc dụng quá, cái tu mật nó cứ lòng vòng vậy. Cho nên mình không đi đến đâu mình cứ đi vòng vòng, không bao giờ lên đỉnh được.
À, cho nên là thôi giờ biết rồi, cứ nương theo Phật mình tu tịnh độ thôi, được rồi ha. Rồi tu tịnh độ thôi. Tốt rồi. Bây giờ Phật.